huyền thoại về 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Tim có thể ngừng đập nhưng đường phải thông, sống bám cầu bám đường, chết kiên cường dũng cảm, đường chưa thông không tiếc xương tiếc máu, địch phá một ta làm 10. Ngã ba Đồng Lộc nằm trên đường Trường Sơn thuộc địa phận Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Khu vực này nằm gọn trong một thung lũng hình tam giác, hai bên đồi núi chọc, giữa là con đường độc đạo. Mặt đường giống như một lòng máng, bom địch thả xuống bên nào đất đá cũng lăn xuống đường làm cản trở giao thông. Đây được xem như yết hầu, các đoàn xe vượt qua sẽ được phân tán tỏa ra nhiều tuyến đường khác nhau đi vào Nam. Chính vì sự hiểm yếu và quan trọng đó mà con đường độc đạo này đã trở thành vị trí chiến lược, nơi đấu trí đấu lực giữa ta và địch. Với dạ tâm muốn biến ngã ba Đồng Lộc thành tọa độ chết, hòng cắt đứt sự chi viện của hậu phương cho tiền tuyến lớn miền Nam, đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá ngã ba Đồng Lộc gần 2.000 lần với gần 50.000 quả bom các loại. Ước tính mỗi mét vuông diện tích ở đây phải gánh chịu ít nhất 3 quả bom tấn. Trong khói lửa đạn bom ác liệt, sự sống và cái chết cận kề, nhưng đã có rất nhiều con người đất Việt thuộc các lực lượng ngày đêm vẫn kiên cường bám trụ chiến đấu dũng cảm trên đất lửa Đồng Lộc. Trong cuộc chiến này, chúng ta đã giành được thắng lợi một cách oanh liệt, tuy nhiên cũng phải đánh đổi biết bao nhiêu xương máu, tuổi xuân và biết bao nhiêu nước mắt của những đau thương của người mẹ mất con, vợ mất chồng, con cái mất cha mẹ. Trên chiến trường Độc Lộc khốc liệt này, đã có hàng ngàn người con ưu tú của dân tộc mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ, linh hồn của họ đã hóa thân vào hồn thiêng sông núi. Tiêu biểu là 10 nữ thanh niên xung phong tiểu đội 4 đại đội 552 đã anh dũng hy sinh trong lúc đang làm nhiệm vụ thông đường cho xe ra tiền tuyến. Máu của các cô, các chị đã tô thắm cho lá cờ Tổ quốc. Buổi trưa định mệnh ngày 24 tháng 7 năm 1968, tiểu đội 4 được lệnh san lấp hố bom sau khi máy bay Mỹ liên tục ném bom phá nát tuyến đường vận tải để nhanh chóng thông đường cho xe qua. Nhận nhiệm vụ xong, các chị đến hiện trường gấp rút triển khai công việc. Họ làm việc không ngơi tay, vừa cười vừa nói và đã 3 lần các chị bị vùi lấp nhưng đều rũ đất đá đứng dậy tiếp tục làm việc tiếp. 16 giờ 30 phút, trận bom thứ 15 trong ngày rội xuống Đồng Lộc. Một quả bom rơi xuống ngay sát miệng hầm, nơi 10 cô gái của tiểu đội 4 đại đội 552 đang tránh bom. Tất cả các chị đã hy sinh khi đang ở độ tuổi 18 đôi 10 và vẫn chưa có ai lập gia đình. Liên tục tìm kiếm 3 ngày, các đồng đội mới tìm thấy thi thể của các chị. Chị Cúc hy sinh vẫn trong tư thế ngồi, đầu đội nón, bên cạnh là cái cuốc. 10 đầu ngón tay bị ứa máu vì đang bới đất để tìm đường ra. 10 cô gái Đồng Lộc kiên cường dũng cảm đó là Võ Thị Tần 24 tuổi tiểu đội trưởng, Hồ Thị Cúc 24 tuổi tiểu đội phó và các chiến sĩ Nguyễn Thị Nhỏ 24 tuổi, Dương Thị Xuân 21 tuổi, Võ Thị Hợi 20 tuổi, Nguyễn Thị Xuân 20 tuổi, Hà Thị Xanh 19 tuổi, Trần Thị Hương 19 tuổi, Trần Thị Rạng 18 tuổi, Võ Thị Hà 17 tuổi, họ đã ngã xuống khi tuổi còn quá trẻ. Người ta cũng tìm thấy bức thư mà chị Võ Thị Tần gửi cho mẹ. Mẹ ơi, ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm chúng nó thắp đèn để chúng con làm đường, còn ban ngày chúng mang bom giết cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển cả núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển những trái tim của chúng con. Mẹ ơi, thời gian này mặc dù địch đánh phá ác liệt nhưng bọn con vẫn tập được rất nhiều bài hát mới. Cuốn sổ tay mẹ mới gửi cho con dạo nọ nay đã gần hết rồi, mẹ gửi thêm cho con ít giấy. Mới về thăm mẹ mà sao con thấy nhớ mẹ quá, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều. Tên tuổi 10 cô gái thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc đã trở thành bất tử, được lưu danh muôn đời để hậu thế đời đời ghi nhớ công ơn.